Ok, mời lên em. Hôm nay chúng ta sẽ thử một game mới. Game này có tên là Age of Dragon, một con game thuộc thể loại xây dựng kết hợp với yếu tố thủ thành. Nó vừa mới ra mắt một vài ngày trước thôi. Tôi cũng không không hiểu sao là Dev lại tự tin phát hành con game vào cuối cái đợt Summer Sale này nữa. Nhất là cái đợt Summer Sale này đó, vào những cái ngày cuối cùng đó, người ta sẽ phân vân muốn chốt tiền những con game người ta đang muốn mua nhưng mà chưa có cơ hội. Nên việc phát hành con game trong thời điểm này đúng là một nước đi rất mạo hiểm luôn. Nên con game này bây giờ nó hơi bị chìm một tí, mặc dù vẫn đang trong cái giai đoạn là trải nghiệm sớm. Game này anh em thấy là nó thuộc cái yếu tố xây dựng kết hợp với thủ thành, nên mình sẽ quản lý rất nhiều thứ luôn. Nói về cái độ khó của game này thì nó cũng tương đối khó thật, nhất là ở cái giai đoạn ban đầu khi mình không biết chơi như thế nào, không biết tìm hiểu ra sao, thì gần như là ăn hành liên tục. Mỗi lần như thế là chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu hết, đây là cái giá phải trả nè. Nên bây giờ chúng ta chơi con game này, tôi sẽ chơi lại cái bước dễ rồi từ từ tìm hiểu thêm tất cả mọi thứ trong con game. Nên chúng ta mà bắt đầu vô cái mức khó liền á, chúng ta sẽ thua liên tục, thành ra mỗi lần chỉ cảm nhận được một hai cái thứ mới thôi. Rồi bây giờ chúng ta vào game. Game này tính ra thì nó lắt léo ở chỗ là đầu tiên là thiết kế map, còn thứ hai là cái yếu tố xây dựng nó có quá nhiều thứ mới mẻ đi, nên mình mà không quen á thì sẽ rất là khó chơi. Bây giờ tôi sẽ vừa chơi vừa hướng dẫn cho anh em luôn, nên có thể là nó tương đối chậm tí. Option thì con game này nó không có gì cả đây, nhưng mà tí nữa vào game á, càng về cuối cái giai đoạn về sau á, thì con game này nó rất là giật lắc luôn. Tôi vẫn không hiểu tại sao nữa, mặc dù cơ bản thì nhìn nó rất là nhẹ. Lúc mà new game á thì đương nhiên là mình có thể đặt tên thoải mái rồi. Đây mình có ba chế độ, chế độ thứ ba thì chưa mở, chế độ thứ hai thì mỗi 5 ngày mình phải leo lên cái con thú đó đi một lần. Cái chế độ này nó rất là khó luôn, nhất là với những anh em chưa có chơi lần nào á, nên chúng ta chơi đến chế độ rất nhàn nhã thư giãn như thế này đi. Mình không có bị áp lực ràng buộc về thời gian, mình muốn đi lúc nào đi, muốn ngừng lúc nào ngừng, muốn ngừng bao lâu cũng được. Đây cái mà bảo bóng đêm á, nó sẽ không có dòng ép mình, nên thử chế độ này là cách tốt nhất để chúng ta tìm hiểu con game. Có một cái cây thụ thần nó cao chạm đến những cái bầu trời luôn. Người ta gọi đây là cái cây thế giới, nó là ban phát sự sống cho tất cả mọi thứ. Rồi đến một ngày thì cái cây nó bất ngờ héo úa đi. Tôi đã giảm cái tiếng xuống rồi đó nha, mà nó vẫn còn rất là lớn luôn. Nhiều năm sau đó, một cái mầm sống vươn lên thì chúng ta bắt đầu đi nuôi dưỡng cái mầm sống này. Cơ bản cái động giới thiệu này tôi thấy nó khá giống với con xanh quốc. Con xanh quốc cơ nó mới ra mắt gần đây, nó cũng cơ chế tương tự luôn, vẫn là một cái cây thế giới, sau đó héo tàn. Rồi người ta lại mang một cái mặt cây đi tìm cái sự sống mới cho nó. Đây là ba con golem. Con golem được tạo hình bằng đất sét hay cái gì đó, tôi không biết nó phải sinh vật sống hay không. Anh em cứ tưởng tượng như nó là Na Tra đi. Na Tra thì được truyền linh hồn vô mấy cây gọi bạn Na Tra của chúng ta. Cái cây này á, nó vừa là động cũng là vừa là thực vật luôn nha. Nó có thể di chuyển, mình sẽ xây dựng căn cứ trên nó và tìm cái đường đi. Vẫn chưa biết đi cái đường nào thôi. Game này có rất nhiều thứ để mà lắt léo để mình có thể tìm hiểu, nên chúng ta cứ thông thả thoải mái. Đầu game vô thì giới thiệu anh em cái menu giao diện. Góc trên bên trái á, mình có ba cái nhân vật. Đây, nhìn em lại. Này đặt tên là Ngu đi nha. Ngu. Này là Nghèo. Này tên gì ta, đổi rồi. Chúng ta có ba nhân vật mặc định này, mỗi con nó sẽ có một thế mạnh riêng. Cái thế mạnh đó anh em quan sát ở chỗ góc trên bên phải hình cái mặt nạ. Vào đây thì nó sẽ có rất nhiều thế mạnh cho công việc của nó. Như con Ngù này thì anh em cho nó xây dựng với sửa chữa, con này thì đi mà trồng cây với mà trồng trọt thu nhập gì đó, con này thì chuyên về đào. Nên dựa vào mấy cái này anh em cũng có thể tùy chọn cái hướng nâng cấp của nó nữa. Kế bên cái mà phần này á, thì nó có cái cây kỹ năng. Cây kỹ năng này nhìn nó cũng là tương đối phức tạp, nhưng thực tế anh em chơi á, chỉ có là một đến hai hướng phát triển liên tiếp thôi. Anh em mà tăng sai một cái á, là gần như cái tiến độ trò chơi nó bị ngưng trệ ngay đó luôn. Tại vì cái điểm công nghệ này nó tăng rất là chậm, nó cũng rất là hên xui nữa. Nên thành ra mình không có gành con game á, mình tăng bậy bạ một cái cây kỹ năng là gần như con game nó đứng tại chỗ luôn. Nên mình sẽ cân nhắc lúc nào cần tăng cái gì hả ta. Kế bên đây là cái world map, là đây. Chúng ta có cái tuyến đường đi giống với những con game Google Live. Thì mình đi bằng cái này. Mỗi 5 ngày á, anh em chơi cái chế độ chính giữa hồi nãy á, The New World á, thì mỗi 5 ngày mình bắt buộc phải đi qua một cái ốc đảo khác. Thì cứ 5 ngày mình đi một lần vậy đó. Mỗi cái ốc đảo thì nó sẽ cho một loại tài nguyên và một loại linh hồn. Mình coi mình cần cái nào mình sẽ đi theo cái hướng đó. Cũng phụ thuộc vào cái nâng cấp của mình luôn, mình chọn cái hướng đi thích hợp, chứ không phải muốn đi là đi nha. Ngoài ra cái nữa, tôi chơi chế độ dễ để vừa chơi vừa hướng dẫn luôn. Nên thành ra nó sẽ không có mà thời gian ràng buộc. Thường anh em tới ngày thứ năm là anh em buộc phải đi, còn bây giờ chơi mức dễ anh em cứ thoải mái. Cái này là cái kho hàng của mình, cái item. Kho hàng của mình nó gồm hai loại, một loại là đang nằm trên mặt đất, còn một loại đang nằm trên con này và trong kho. Cái bên phải, cái số bên trái là nó đang nằm trên mặt đất nè. Đó là những cái tài nguyên nằm rải rác trên mặt đất, gồm có 30 trái táo thì chẳng hạn.
Rồi tiếp theo là cái thanh ở dưới, coi như là cái bộ xây dựng đi. Bui thì mình sẽ xây dựng một số công trình cơ bản, như cái này là cái trụ đỡ, còn cái này thì nó là cũng là cái ô đỡ luôn. Nói chung hai cái này không khác nhau mấy, nhưng mà cái này anh em xây lên thì cái nhân vật của mình nó thể đi xuyên qua được, còn cái này thì không. Thường anh em sẽ xây hai cái này ở dưới, xây hai cái này ở dưới rồi tới hai cái này chưa kéo qua làm trần nhà chẳng hạn đó. Còn nếu như anh em mà xây mấy cái lốc này luôn á thì cái con của chúng ta nó sẽ không có đi qua được, nó sẽ bị vướng liền. Bản xích cầm cho anh điều khiển cơ bản thì đúp đá để thôi, golem action. Mình sẽ cho golem làm việc, nó chỉ có thể đào được 4 ô thôi nha. Nên đầu game á mình sẽ cho nó đào đất xuống như này nè, lấy 4 ô đất. Đây, mình sẽ xây một cái cầu thang dẫn xuống. Đó, tương tự bên này sẽ có một cầu thang dẫn xuống luôn. Anh em nên tránh để dướng cái tài nguyên ở đây. Tài nguyên ở đây thì nó sẽ cần thời gian nó lớn. Tài nguyên trên mặt đất nè. Như cái táo này nó mới trưởng thành 80% à. Đây, những cái này thì nó chưa có trưởng thành. Khi nào nó trưởng thành 100% á, thường là nhanh thì vài ngày, còn chậm thì nó gần hết ngày luôn. Thì mình bấm vô cái harvest này, mình quẹt nó đi, đó thì nó sẽ thu hoạch. Nhưng mà nó chính anh em hả thu hoạch nha. Còn nó mà chưa có mà 900% anh em thu hoạch là tài nguyên nó rất ít luôn. Nên mình cứ chờ một thời gian nó đi, rồi mình dùng cái công cụ thu hoạch này. Còn bên đây là công cụ đào. Khi mình đào á thì sẽ cho máy để nó đào xuống làm việc như thế này. Đó, chọn cái đào quét. Nên cho nó đào những cái cần thiết thôi để đỡ tốn thời gian nha. Đấy. Nó có thể đào được 4 ô. 4 ô là 1 2 3 4 nè. Thì nên cho nó đào một cách nào tối ưu nhất là có thể. Đào cái này á, anh em sẽ quan sát coi nó đào những cái gì. Như những cái lớp cát này á thì đào nó rất là nhanh, nó không có gì cả. Còn cái lớp đá này nó sẽ lâu hơn. À, ghe vô nó có chữ stone đá này nó sẽ lâu hơn. Còn bên này là cái quặng nên nó sẽ đến đào càng lâu hơn nữa, nên hạn chế đào những cái ô này. Còn cái này là cây gỗ, cái này là những cái rễ cây. Đào một ô như thế này mình được một gỗ. Thì tương tự một cái ô đá này mình sẽ được một đá. Có gỗ có đá thì mình sẽ bắt đầu xây nhà. Rồi bây giờ cho nó làm việc, tăng tốc độ game lên. Thì cái này là cái bộ xây dựng, còn cái này cái bộ quản lý, còn cái này cái bộ hành động. Cái bộ xây dựng thì nó có cái này, mấy cái công trình vật liệu xây dựng cơ bản, rồi mấy cái căn phòng. Phòng trong game này nó có hai loại, một là những cái phòng như thế này là nó thành một cái căn nhà luôn, đó nó thành căn nhà như thế này luôn. Hoặc là dựng một cái lán trại thì nó chỉ là một cái lán như thế này thôi. Đó, đầu game thì chắc tôi dựng là 3-4 cái lán. Thôi cái bên này chưa cần đâu. Đó, dựng tạm hai cái lán chạy này đi. Rồi mình nên nói cầu thang mình cứ xây thoải mái luôn. Mấy cái cầu thang này nó không tốn tài nguyên đâu. Đó. Nên mình mới vô mình nên dựng hai cầu thang hai bên nè. Gọi là an gian một ô á, cái cầu thang nó xây ở ô này, mình vẫn mang nó đi theo được nha. Nó mang để bắt đầu ở đầu nè. Nó đầu thì sẽ có con á, nhặt tài nguyên lên, nó đem về để đây. Rồi nó để tài nguyên ở đâu á, mình phải chọn cái phân vùng kho. Đó. Như tôi muốn để nó đặt tài nguyên ở đây đi, tôi sẽ quét toàn bộ cái ô này. Đó. Thì nó sẽ thành cái kho này muốn để gì bấm vô nó chọn cái kho, chọn setting. Cái stack limit này nó là cái chiều cao, nó có thể chồng lên 4 ô là số 4. Ngoài ra thì mình muốn ưu tiên cho nó nữa thì mình chọn vô cái này, mình sẽ ưu tiên nó xếp vào cái kho này trước những cái kho khác thì mình chọn nó mức cao lên. Đó. Mình muốn hạn chế tài nguyên gì như thế này chẳng hạn thì chọn vô đây. Cái này tí nữa sẽ tính. Tiếp theo là cái chuyện phòng thủ mình nè. Đây. Phòng thủ đầu game vô mình con game này thuộc dạng tower defense nha, mình phải bảo vệ cái lõi nè. Phòng thủ thì mới vô mình chỉ có cái nỏ này thôi. Mình sẽ xây 4 cái nỏ đây. Rồi bây giờ tụi nó sẽ đi đào, lấy gỗ, lấy đá. Đá như gỗ đầu game nó rất là quan trọng nha. Lúc nào cũng quan trọng nên chúng phải đầu game không. Đây, tăng lên X3. Mấy cây này nó chính rồi nè, mình sẽ thu hoạch đó. Đây, thu hoạch này, này, này. Cây mình cũng vẫn có thể tự trồng được, nhưng mà giai đoạn đầu á, mình đừng nên trồng cây. Mình chưa có cần thức ăn nhiều quá. Mình trồng cây là tụi nó phải có thêm việc để làm. Mà tụi nó làm việc nữa thì nó lo trồng cây không à, không có làm mấy cái khác thì lúc đó chúng ta lại mệt thêm. Nên cứ để mà lúc nào cần thì hả bắt đầu trồng cây. Đó, nó xây xong một cái láng rồi, nó có cái nhà tròn như thế này. Tôi sẽ xây chồng lên một cái nữa. Bên này một cái nữa, đó, nối cái cầu thang cao lên luôn. Bên này thì hiện tại là chưa cần cái láng đó đâu. Nên cái cầu thang chắc cũng chưa cần đâu. Mình sẽ xây 24 5 cái ổ súng luôn. Cái mà quay đầu tiên, sau 5 ngày đầu tiên á thì khá là đơn giản, chỉ cần khoảng 4 đến 5 cái ổ súng là được. Súng á thì nó cần phải có đạn đó nha. Đây, muốn có đạn thì tôi khuyến khích anh em nên để một cái kho nhỏ bên này. Đây, để một cái kho nhỏ, cái kho này nó chỉ chứa đạn thôi. Bây giờ tạm thời cái kho này nó không chứa gì hết. Tí nữa mình chế được đạn á, mình sẽ đặt đạn vô cái kho này luôn. Để cái nỏ này bắn xong á, nó đem mấy thằng đệ nó đem đạn, nó lắp vào cái nỏ liền. Bây giờ mình có cái kho nè, mình nó đang xây nè. Nhân tay lên các bạn ơi. Bạn nào làm chậm là tối nay không được ăn nha.
Nó ăn luôn rồi. Tí nữa nâng cấp thì vẫn chưa biết nên nâng cấp cái nào. 92 điểm nè, nâng cấp này nó khá là chậm. Điểm đầu tiên thì chắc tôi sẽ nâng lên cái mức bằng đá này để lên công trình bằng đá sớm. Bên này là màu trắng thì mình đã nâng rồi, một mình đã nâng rồi nè. Bây giờ đợi nó xây xong cái này cái đi. Game này nó không có chế độ chọn ưu tiên, tức là nó xây hên xui lắm, mình không có muốn nó là xây cái nào sớm nào nhanh đó. Cây cỏ này mình buộc phải trồng bên ngoài nha. Công trình trong này nó có hai loại, một loại là trong nhà, một loại là bên ngoài. Như cái này là bên ngoài nè. Mấy thằng đệ nó sẽ sợ ánh sáng. Ủa, nó sẽ sợ bóng tối, nó cần ánh sáng. Nên có ánh sáng thì nó sẽ di chuyển nhanh hơn. Nên thường lúc đầu mình cố gắng là cung cấp cho nó một số ánh sáng đơn giản đi. Tôi sẽ đặt cái cây đuốc ở đây để cho nó soi sáng cái khu này. Cái đuốc này nên đặt ở trên cùng hết. Tại vì nó xếp chồng lên, nếu như mình đặt cái đuốc này thì nó xếp được 2 ô là nó nghỉ xếp rồi. Còn mình đặt ở đây thì nó xếp lên được 3 ô. Đó, có cái đuốc này, có một tí ánh sáng này. Mặc dù hơi hạn chế tí. Mình tới 5 ngày ở đây lận. Nên chắc là thêm cái đuốc nữa không? Bên ngoài là mình phải xây bằng cái đuốc này. Cái đuốc để bàn nè. Nhưng mà cái phạm vi nó nhỏ tẹo à, nên tôi cũng chẳng muốn xây đâu. Và bên đây là đất cát đá này, mình sẽ đục xuống. Đá khá là nhiều luôn. Đá như gỗ, đầu game mình cần đá như gỗ rất là nhiều. Đệ thì mới có 3 thằng thôi, thằng ngu, thằng nghèo, thằng đói. Tí nữa thì mỗi lần đi mấy cái quạt map nè, anh em nhìn thấy cái sâu, cái dòng thứ hai á, có cái icon đó, cái sâu đó, thì mình sẽ gọi được thêm một thằng đệ nữa. Mỗi ba cái linh hồn như vậy, mỗi thằng đệ nó sẽ có một cái linh hồn riêng, mỗi tối đa là 3 cái linh hồn cho mỗi thằng đệ thôi. Nên nếu như mình chọn cái linh hồn mà Mecha này, ba con á, thì mấy cái tuyến đường đi sau mình nên chọn những cái con khác. Anh em nào không để ý là cái vấn đề đó là chọn bị trùng nhau rất là nhiều. Bây giờ tôi sẽ lên công trình bằng đá luôn. Rồi tí nữa mình lo cái chuyện trồng trọt này, trồng cây này. Cây này anh em nâng lên bậc 2 để lấy cái bằng gỗ càng sớm càng tốt. Tại vì về sau có những cái map nó không có gỗ như thế này đâu. Lúc đó anh em thiếu gỗ cái là gần như chả thể làm được gì nữa. Bây giờ mới đây 2 ngày nè. Rồi, có cái cabin này rồi, mình sẽ xây một cái bàn làm việc cho nó. Một cái ngọn đuốc. Và một cái bàn nấu ăn. Đầu game thì nấu ăn bằng cái bàn này. Nấu ăn bằng cái nồi này. Cái nồi này nó sẽ sử dụng nguyên liệu là 6 cái nguyên liệu chất đốt, thường là gỗ á. Nên về sau thiếu gỗ, anh em không dùng cái bàn này nữa đâu. Anh em sẽ chuyển qua dùng than, dùng cái lò nướng than hoặc là lò điện. Học chung hai cái đó thôi. Nên đầu game cứ xây cái này đi. Rồi tiếp theo nữa sẽ là chế tạo đồ. Đợi nó xây xong thì chúng ta vô chế tạo. Đây, mình sẽ bấm vô cái nồi, nó có rất nhiều cái luôn. Cái này là nó thu hồi lại, nó thu cái nồi, nó để thành một cái lốc như món đồ vậy nè, nó để thành cái hộp ở đây. Còn bên này là di dời, mình có thể dời đi chỗ nào xây được thì dời. Còn cái này á, mình có thể là sử dụng hay không, này sửa chữa. Còn cái này là những cái đứa nào sẽ làm được việc là đi nấu ăn. Còn nếu như mình không chọn thì nó chọn hết. Thường anh em chọn ở đây là được rồi. Cái này là có ưu điểm không, có những cái con khuyết điểm á thì mình không nên cho nó làm việc đó. Còn bây giờ chế độ, mình bấm vào cái nồi, chọn cái chế độ bên này, tìm cái danh sách vật phẩm. Ở đây nó có 4 loại. Loại thứ nhất là làm đến bao nhiêu lần. Ví dụ tôi muốn làm 10 cái này thì chọn cái đồng. Còn cái này một ngày nó sẽ làm bao nhiêu cái. Thì qua một ngày thì nó chạy lên nó làm đủ số đó thôi. Còn cái này là sẽ giữ có bao nhiêu cái vật phẩm ở trong này. Tức là như tôi đặt là 10 cái này đây. Đó, 10 cái này. Thì xong nó cho nó làm. Thì khi mà nó làm đến 10 cái này thì nó không làm nữa. Lúc có một con nào nó đói, nó ăn cái này đi còn 7-8 cái nữa chẳng hạn. Thì lúc đó thì 7-8 cái sẽ có con khác nó chạy vô nó làm. Nó làm lên đến 10. Rồi nó để đó. Nên lúc nào trong kho cũng phải có 10 cái này cả. Bây giờ bật cho nó làm rồi đó. Đây, cái này đã chín rồi nè. Rồi thu hoạch được rồi, được luôn. Được luôn. Bên đây thì sao? 99. Anh em đào một cái lốc như thế này nó chỉ có một gỗ thôi, còn anh em bứng nguyên cái cây này luôn, nó có lên 10 gỗ nữa. Nên nó ngon hơn rất là nhiều. Đầu game thì dắt cho tụi nó ăn táo là chín. Nè, nó chặt gỗ nè, nhìn nó chặt đúng lực luôn ha. Lấy lực ở vòng eo đàng hoàng luôn đó, chứ không phải là cái lực tay thôi. Nói chung là chặt rất là chuẩn chỉ. Cây này cũng sắp chín rồi.
chín thì nó cho tài nguyên nhiều hơn, như là năm trái táo nhưng mà năm gỗ chẳng hạn. Còn nó chưa chín anh em chặt vô thì nó chỉ có 4 táo 4 gỗ thôi. Nên để nó chín đi thì mình gặt nó nhanh hơn. Trừ phi là mình chuẩn bị đi rồi đó, tới ngày năm mình nó chưa kịp chín á, mình phải đi liền á, thì mình mới bứng vội để mình chạy. Bây giờ tôi chơi mức độ dễ nên cứ thông thả thôi. Đây nè, ở đây có cái gì nó sáng sáng nè. Mình sẽ bế này lên luôn. Cái này là than. Than này để đốt khá là ngon nên mình cần phải lấy. Bên này cũng có một cái bãi than đó nè. Đây, dọn luôn cái mớ này đi. Bên này thì chưa thấy cái gì có giá trị, chỉ mới có đá thôi. Nó đã làm xong cái này. Đây, tôi sẽ chế những cái mũi tên cho nó. Bấm những gold like, này cái gold đút. Nên giữ ít nhất là tiếp ngay 3 lít nè. Nên có khoảng là 30 cây đi. Nên giữ 30 cây trong kho, lúc nào cũng có hết. Rồi, từ từ để nó sẽ chế. Có nào nấu ăn chưa ta? Chưa nào nấu hết. Cây công nghệ mình có một điểm nữa. Trồng cây. Trồng cây này nó chỉ trồng ở ngoài trời thôi, nên là tối thiểu là 3 ô. Nên chắc tôi nghiên cứu để cho nó trồng ở trên này. Không, mình lên đồ đá luôn. Mình đã lên được cái đồ đá rồi, mình lên đầu tư đồ đá. Cái này nó đi xuyên qua được nha, còn cái này thì không đi xuyên qua được. Nên sẽ đặt như thế này, nó nói cái trồng qua, đó. Rồi tiếp theo là xây một số cái mà để trồng cây, là những cái ô này. Thường tới ngày 4 này, gần hết ngày 4 là anh em phải đi rồi. Nếu như chơi cái mức kia, còn chơi mức dễ như tôi đó thì thoải mái luôn. À, nó mới đào được cái gì ở đây á, hình như cái này là cái mỏ đá. Chỗ này chưa nên đào vội. Đá rất là nhiều luôn, tôi không muốn đi nữa đâu, tôi ở đây luôn, tôi ở cái map màu này luôn, tôi không có đi đâu nữa. Cái này là cái mỏ đá, muốn khai thác cái mỏ đá này, mình phải học cái điểm này. Học cái điểm mà đào nè, nó sẽ cho một cái máy đào chuyên dụng cầm tay, chuyên khai thác những cái mỏ quặng. Muốn khai thác cái mỏ quặng này, cái mỏ quặng này có 40 đá lận, mình đặt cái máy nó vô, thì nó sẽ đào mất một thời gian là được cái mỏ quặng này. Cái map đầu mà lắm tài nguyên như thế này cũng khá là ngon rồi chứ. Thậm chí có cả quặng sắt luôn nè. Đầu game mà có quặng sắt là hơi bị... đã nha. Ở dưới này có quặng sắt luôn. Rồi, gom hết luôn. Bây giờ công trình nó bị quá tải thì nó sẽ báo cái này, mình có thể nâng nó lên bằng đá luôn cũng được nữa. Nâng nó lên bằng đá bằng cái này nè. Đây, xây được những cái nhà công trình kiến trúc bằng đá. Thì tí nữa đi rồi nâng. Bằng gỗ thì mình xây lên nhiều tầng cái là nó báo nặng liền. Mấy cái cột trụ này nó chịu không nổi rồi, đó nó báo nặng. Nên từ từ sẽ lên đá, rồi cứ thông cảm đợi tí đi. Như cái nhà này nó bị nặng rồi nè. Do tôi xây mà cái dưới bằng gỗ, cái trên bằng đá. Bây giờ những cây cung cây nỏ, con nào chế nỏ chưa? Rồi, mấy cái này nó cũng ok hết rồi, quất hết luôn. Rồi thường là bây giờ tí nữa là chúng ta sẽ đi đó. Nhưng mà cái map đầu này khá là ngon nên tôi ở đây luôn, tôi không có đi nữa. Chúng ta ngủ ở đây luôn. Đá thì mới có ba mấy cục thôi, cũng không có nhiều đâu. Than thì mới cũng chỉ có 8 cục. Cái này chắc tôi làm cái bãi kho luôn. Đây, tôi sẽ gom hết mấy cây nỏ này vô trong kho, tạm thời để nó vô trong kho đi. Mình còn ở đây lâu dài mà. Rồi, nó thu mấy cây nỏ này để vô kho cái đi. Từ từ thì mình mới xài đến mấy cây nỏ này sau.
Tí nữa thì tôi sẽ xây một cái khu lán ở đây nữa, một cái lán chạy ở đây nữa, rồi chúng ta mới bắt đầu đi. Đây nó báo công trình không có máy che nè. Bọc cái này lên nha, cái này nó chỉ có 500 máu thôi. Lận bạn là mấy con quái, nó phục nhẹ vài cái là chúng ta em game luôn. Ê, con này nó bị kẹt coi. Nó leo được lên là 2 ô nha. Chỉ leo được lên 2 ô thôi. Bên này tình hình sao rồi? Kìa, nó bắt đầu đi nấu ăn nè. Được một cái nè. Chế được cái nỏ nào chưa bay? Rồi, công trình bị quá tải rồi. Bây giờ đến trồng trọt nè, anh em phải trồng một cái ô trồng trọt này, sau đó chọn phân dùng trồng trọt cho nó là cái farming zone nè. Rồi quét chọn nó thôi. Tôi sẽ để bốn cái này để trồng cái cây. Tài nguyên á, anh em nên trồng một loại hơn nha. Tôi khuyến khích một là bắp hay là lúa. Để một loại thôi, sau này mình dễ chế biến đồ hơn. Mình phân nhiều loại quá sau này nó khó quản lắm. Trồng cái cây cổ thụ này đi. Đó, thằng nghèo bây giờ nó lên nó trồng cây đó. Trồng cây là anh em phải trồng ở ngoài nha, không được xây mấy cái nhà này, không được xây hai nhà này. Để cái nhà này thì được. Cái nào không có cái cảnh nền á thì nó là ở ngoài. Nào, tôi zoom ra nè. Đó là nó hình cái nhà rồi. Là cái này gọi là trong nhà. Như cái bàn với cái nồi này phải để trong nhà. Còn mấy cái này cứ để ở ngoài thoải mái. 123 còn lâu lắm. 5 ngày là chúng ta phải đi rồi đó. Nhưng mà chơi ở mức trễ này thì cứ thoải mái thôi. Nào chán thì đi. Còn không thôi ở đây cứ đào tài nguyên tiếp. Đào đến khi nào đủ thì... Đây có gì nữa nè. Đây, tôi sẽ nâng lên cái nhà đá luôn. Có cái nhà đá rồi. Thì bây giờ chúng ta xây được mấy cái nhà đá mới. 9x6 thì cũng 9x6 thì cũng khá là ngon. Đặt được ở đây nè. 10x4 thì đặt như thế này. 10x4 thì mình để mình xây dựng bên đây nó ngon hơn. Như thế này thì không được mà như thế này không được mà thế này thì được á. Cái 5x9 này nên để những cái trụ lên cho nó bắn thôi. Tower. Nhưng mà 5x9 này nó phí tài nguyên lắm. Tôi muốn xây mấy cái kiểu này hơn. Đây, mình xây cái này đi. Bên này là... Cái này đã đào được cái gì nè? À, một cái cổ vật. Cái cổ vật này á, một là anh em đem đổi điểm thưởng, còn hai á thì có thể làm được cái gì đó có chức năng riêng. Đổi được cái điểm mà nghiên cứu, cái công nghệ nè, điểm công nghệ là đổi được khoảng vài chục điểm tới 100 điểm. Thì để mình mở cái nghiên cứu nó nhanh hơn. Lên được cái metal này nó cần phải có cái icon là thép á. Thép thì anh em phải đào được cái mỏ thép là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa anh em phải có cái lò nung. Cái lò nung này đó thì nó mới chuyển cái thép nó thành được. Còn hoặc là mình nâng mấy cái công trình tấn công này lên. Còn mấy cái này thì đầu game mình chưa có nâng được đâu. Đây nè, nó cần phải có vàng rồi kim cương đó. Nó bảy anh em đó. Anh em nâng vô cái này là coi như phí một điểm luôn. Mới để nó đâu hết rồi đó. Chưa gì nó báo công trình bị quá tải rồi. Đây. Mình đổi lấy 100 điểm công nghệ đi. Cái này chắc tí nữa tôi sẽ dọn hết luôn á. Cứ để như thế này méo ổn rồi. Đây nè, xong cái tầng 1 rồi nè. Bui thêm cái nữa ha, trồng lên luôn. Rồi sau đó mình sẽ xây mấy cái trụ ở trên này. Nói cầu thang lên.
Rồi dời mấy cái bàn này qua bển. Dời mấy cái bàn này đem đặt qua anh đây. Rồi mấy cái trên này thì không biết tính sao nữa, chết tôi rồi. Giờ cách nào giải quyết mấy cái này không ta? Hay là mình xây theo kiểu này luôn? Đây, tôi sẽ đặt lại nó như thế này. Để chết rồi. Như thế này cũng không được. Đặt như thế này là ổn nhất nè. Bỏ cái kho chứa này đi. Mình sẽ chuyển cái kho chứa nó qua đây. Đây, mình sẽ chuyển cái kho chứa nó qua đây. Đó. Bên này thì chỉ để những cái liên quan đến đạn dược thôi. Nó chưa chế được cái nỏ nào luôn hả? Mấy này làm việc quan liêu cái gì? Đây nè, phải chế 10 cái nỏ này đi, 30 cây đi. Chế 30 cái nỏ rồi để vô đây. Dời cái đèn qua luôn, cho nó sáng sủa, dễ tập trung làm việc. Bây giờ thì nên nghiên cứu cái bãi nào nữa bây giờ? Chắc là máy đào. Đây, có máy đào á thì mình sẽ đặt khai thác cái mỏ này được nè. Ví dụ là bấm vô cái order để cái hành guild đặt ở đây đó. Thì bây giờ nó sẽ lợi cái máy đào này, nó đào hết 40 đá luôn. Nên nó cũng nhanh gọn hơn khá là nhiều. Bên này có cái mỏ sắt nè. Đồ game mỏ sắt này khá là ngon, nhưng mà làm biến đầu á, chắc không cần đào đâu. Để nó khai thác trong xong cái mỏ này đi rồi chúng ta đi luôn. Gánh thì đào luôn này đi bay. Nhìn mấy để nó leo đúng khổ luôn á. Phải xây cho nó cầu thang đi. Dướng gì ta? Bỏ những này luôn, bỏ hết luôn. Ê, đập kiểu này nó sập không? À không, nó còn dướng bên đây, nó không sập. Rồi để đá vô đây, nhiều rồi đó. Bây giờ tôi sẽ dời mấy cái mà cái nỏ, mấy cái nỏ mình nó hết ta. Rồi sập nè. Khéo tôi bỏ cái nhà này là nó sập cái trên này luôn đó trời. Kệ để nó xây cái này xong cái đi. Ba cục đá nè, xây xong cái nhà đá này. Anh bạn ơi, 8 ngày rồi chưa đi nữa đó. Cái này không biết tới nào lắm. Thường là 5 ngày anh em phải đi rồi. Chứ chơi chậm chậm như tôi thì để nó thoải mái luôn. Lâu hơn. Đôi vải nó nói cái cây giống cái cây chịu lực rồi dưới đây tới đây luôn. Đó, mình nói một cái cây chịu lực lên. Chỗ này sẽ sáng được đó. Rồi khởi đầu như thế này là cái bổ rồi đó. Đem mấy cái nỏ ra. Mấy cái nỏ của tôi nó nằm đây.
bấm đây, đặt lên chỗ này. Hai cây, ba cây, bốn cây, cây thứ năm, rồi năm cây nỏ. Đứa nào chế được mấy cái đạn chưa? 25 cái nè, được rồi. Tôi sẽ đặt nó vô đây, đó. Đó, nó lắp đạn vô đó. Mỗi cái nỏ này nó sẽ cần 10 cái đạn. Rồi đợi nó xây xong cái này chúng ta đi. Những bước chân đầu tiên. Đây nó đang đào khai thác cái mỏ đá nè. Hơi lâu một tí. Này nó qua đây nó gom đồ nó đem về. Ô, một mình nó đem được 4 5 cục luôn kìa. Nhìn đéo này thấy mệt quá, cắt nó đi. Ủa sao này nó đi xuống hay đi lên vậy? Chưa có mà đủ tên trong này nữa, chưa có đủ nỏ trong này nữa. Bên này than gỗ với mà táo thôi, mình hiện tại là có than là có đá nè. Ủa than này nó chưa gom lên nữa hả ta? Gần 10 ngày rồi chưa đi luôn. Chế lần mấy cây đó. Chế lần 10 cây, đem đây nó lắp vô đó. Rồi xuống đây chế 10 cây nữa, lắp vô rồi nó sẽ chế 30 cây nữa, nó để trong kho. Này làm việc nhanh lên bạn ơi. Bây giờ tôi phá cái này không biết nó sập không nè. Đừng có sập nha bạn ơi, đừng có sập nha. Nó phá bên đây không biết sập hay không nè. Té không, té không? Té thì cho nó cái cầu thang bên đây. Xây cái cầu thang này nó không tốn nguyên liệu gì cả, anh em cứ mà xây thoải mái. Đó. Rồi, nó phá xong hết rồi. Phá luôn cầu thang này. Sao cái này xây không được, tôi không biết nữa. À. Cái này á, là xây cái dạng nhà kính, là nó có cái nền như thế này nè, nó không phải bọc qua cái này, nên chỉ có thể xây là cái kiểu như thế này thôi, bằng đá như thế này cho nó bọc qua thôi. Đây, cho kích thước là như thế này nè, thì chúng ta sẽ dựng một cái cọc bên này nữa. Đặt hai cái này xuống, kéo bốn cái này lên. Rồi nói cái này qua, cho nó che cái này lại. Nói chung là lên hết cái tầng này bằng đá luôn đi. Ở đây trống trống cái này thì chắc tôi để làm cái kho luôn. Rồi, để làm thêm cái kho nữa. Rồi nó làm xong cái này là chúng ta đi rồi được á. Nhanh tay lên bạn ơi. Đá mình còn bao nhiêu đá ta? 17 đá, 18 đá. Cái mỏ này nó đã đào hết đá rồi, nên tôi sẽ thu nó về luôn, lấy cái này về đào luôn hai cục than này. Ê, tháo cái máy ra. Ừ, tháo cái máy ra trước nha. Nó không tháo máy mà nó đi đào cái này cái là mất luôn cái máy của mình đó. Rồi có thằng nào ghim cái máy về chưa đó? Rồi nó ghim về rồi, ok.
À, mình thiếu tí đá, thiếu hai cục đá cho nó đào nốt chỗ này đi. Nhanh bạn ơi, nhanh, chúng ta còn đi nữa. Bên này cũng còn khá nhiều đá nữa nè. Bên này gom hết đồ cho nó. Đá nữa nè. Rồi một cục nữa, nó xây xong cái này là chúng ta đi được á. Cái chính giữa này nên làm cái gì để đây ta? Máy móc thì mình còn nhiều thứ để nghiên cứu lắm, nên cũng chưa quyết được cái gì đâu. Đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô cái map nè. Chúng ta chọn cái đường đi kế tiếp rồi chúng ta đi cái đường nào. Bây giờ chúng ta hết đá rồi, có một tí than, một tí đá, một tí gỗ, nên chọn cái đường đi là cũng phải cẩn thận. Đi cái đường trên thì tốn nửa ngày quãng đường đi bằng nhau hết. Cái dưới này rất nhiều gỗ, gỗ thì không cần. Rất nhiều trái cây, một ít gỗ, rất là nhiều đá luôn, một ít gỗ, một ít than. Chắc đi đường trên đi. Đường trên thì chúng ta có thêm một tí than. Rồi đi, mấy thằng đệ nó đi lên hết lên đây mình mới bấm là sẵn sàng nha. Chứ anh em bấm đi mà còn sót thằng cu li nào ở dưới á là đi bỏ nó luôn á. Đó, cái nhà chúng ta xây mà thấy không, những cái nào ở bên trong nhà thì nó sẽ cái nóc nhà như thế này. Quãng đường đi của chúng ta là 10 cây số. Bây giờ bắt đầu sẽ có mấy con quái xuất hiện. Cái chỗ nỏ này á mình có thể điều khiển bằng tay như thế này và để nó thử bắn, nhưng mà kiểu nào thì nó bắn cũng hụt cái đống vậy đó. Ví dụ tôi tự điều khiển nha, nó bắn hụt dữ trời lắm nên mình phải cẩn thận. Ê, quên quên quên, chảnh thì đi trong cây đi chứ bay. Cầm lúa đây, bấm vô đây, chọn cái manual chế độ điều khiển. Đạn nó rơi vòng cung rất là nhiều. Đây ví dụ tôi bắn thử phát nè, đó trúng đường này hụt hết chưa, hụt hết chưa anh, trời ơi. Rồi ok, lẻ lên nào. Tôi bắn trúng ở nhà chúng phải bắn hụt không, mấy thằng kia nó bắn hụt á. Thực ra đầu game anh em chỉ cần là 3 cây nỏ thôi là bắn ok rồi, chứ không cần tới 5 cây đâu. 5 cây thì chắc ăn hơn. Về sau á, quái nó rất là đa dạng luôn. Có một số cái con kiểu như là đánh bom cảm tử, rồi một số con là tạo siêu lá trắng nữa. Còn 4 cây nữa. Khục, khục xa luôn. Rồi chúng rồi, còn 3 cây rưỡi nữa, 1/3 quãng đường rồi. Mình có thể tạo golem mới nè. Đây bấm vào đây, sau đó bấm vào con golem. Mình có được cái linh hồn con này, bấm vào tạo, và để nó. Mày tên khổ. Rồi, hết tiếng đường đi cho, còn nữa hả? Ây da. Hụt. Chúng nè, bắn bắn bắn. Chúng nè. Rồi, ok, còn 800m nữa là tới đó. Nói chung là 5 cây nỏ này đưa chúng ta qua cái màn đầu cũng khá là ổn. Này đứng dẫn làm gì mày? Cái khu này nên làm cái gì đó? Chỗ này ngoài trời hả? Chỗ này là chắc làm cái kho hay là cái gì đấy. Rồi bây giờ chúng ta lại đục xuống dưới và khai thác rồi nguyên tiếp, chuẩn bị qua cái đường thứ ba. Có cái bụi này nó gần chín chín luôn rồi. Quất. Bây giờ cây cỏ nó bắt đầu nó thưa thớt ra đó, không còn nhiều như xưa nữa. 97 nè, chắc tí nữa là 9 đó. Thằng đệ mới của mình nó ưu tiên cái này, nó đào khá là mạnh. Ngoài ra cho nó đi chuyển hàng nữa. Nó đào với nó chuyển hàng thì nó dễ hơn. Mốt cái này luôn. Cái công nghệ thì chắc đi cái đường là lò nung này. Chúng ta nung được cái lò than. Đây. Bên nào ta, để bên này nó dễ bở lắm. Các để em giỏi đi. Cái kho này tôi sẽ giới hạn cho nó là chỉ để một vài cái loại tài nguyên là như than nè, với mà sắt nè, chính xác hai cái này thôi, với cái này nữa, cái này chưa cần, để cho nó dồn lên đây.
ưu tiên nó cao lên. Than với sắt thì nó để ngay đây, nó đút vô cái lò nung luôn, sát bên nó rất là nhanh gọn. Đây mình có thể ăn gian ra một ô nha. Đây, mình có thể ăn gian ra một ô như thế này. Rồi sau đó thì xếp cái này lên trên. Chưa được. Đá cũng nhiều quá nè. Cái niên chat này để làm cái gì tôi cũng không biết nữa. Nó đảo này có nhanh không ta? Bên này nó đào thần tốc luôn. Đây, hai trái này chính này, hốt luôn. Đồ ăn mình cũng tương đối dư dả. Cây bắp quất luôn. Thêm cho nó cái bóng đèn. Ủa, hôm nào nấu đồ ăn hả? À nãy nó dời qua tôi quên chỉnh, trời ơi. Đây, 10 cái. Luôn luôn nấu đủ 10 cái đồ ăn. Li men đó. Rồi để nó đào xong đi. Li men là xi măng á. Xi măng thì mình có thể nâng lên được cái nhánh dưới này nữa nè. Đó, xi men á. Để cái máy trộn nó làm xi măng. Xi măng thì nó lại ngon hơn đá nữa. Bây giờ cái này nó ăn bằng tí nữa tôi nâng cái điện này lên đi. Lên được cái bộ đồ điện chứ đó. Phải có sắt, chưa có sắt. Sắt thì nó thường nằm sâu ở dưới này luôn. Cái đây là vướng rồi nè. Để không sao, đầu có vài cục mà đá cứng này thôi. Cái gì đó. Hết nguyên liệu, mình chưa có than. Than thì đầu xuống dưới này là sẽ có. Đây nè. Thường cái giai đoạn lên tới cái đầu thang á, xài mấy cái máy mà phát than hay là chạy điện nữa, phải qua một bậc nữa về sau nữa. Không nào nấu ăn đâu. Đây chúng ta lên đồ điện. Đồ điện thì sẽ có cái máy phát điện là năng lượng nè. Nó có cái máy phát điện. Cái này phải đặt bên ngoài nha, không nên đặt trong nhà được. Bên ngoài là chỗ như thế này nè. Để sát bên trái đi. Quá trời nhiều gỗ này, gần 200 gỗ luôn ơi. Nè than nè. Than nữa nè. Đây cái chỗ này nó chỉ để nỏ và mấy cái súng này thôi, còn lại không có để được cái gì khác vô đây cả. Cái chỗ này bỏ luôn. Vì led là nó gớt đồ ra ngoài luôn nè. 31 cây hả? Ủa đồ ra mà 31 cây đó. À đây. Cắm. Chỗ này cũng cắm luôn. Chỗ này lại càng cắm nữa, nó quá xa cái vị trí đây nỏ đi. Đó, nỏ thì chỉ để đây thôi. Nó sẽ dời lên, tí nữa còn để lên, nó lấy nỏ đây với nỏ đây, nó dời lên đây. Tình hình sao vậy?
Đi có cái gì đó bên đây nè. Ở đây có cái gì nữa nè. Bên này cái này đào cứng quá nó không chịu đào nữa. Mấy thằng lười. Nè có cái gì bên này nè. Đâu rồi? Cái gì rớt ra đâu rồi? À đây cái mỏ than, ngon. Khổ phải không đó? À đúng rồi cái mỏ than. Đào mấy cái cục này rất là lâu nha, nên hạn chế đào được thì tốt. Đi bên này cũng có nè. Nhìn nhỏ đào hay đúng khổ luôn. Muốn lấy cái mỏ than này cũng hơi mệt nha. Tình hình sao rồi, đồ ăn nấu đủ chưa? Con nào nấu đồ ăn gì vậy? Nè có bắp đầu nhiều thứ lắm mà. Cái cây cỏ trên mặt đất thì cũng không còn gì nữa. Bắt đầu mình phải khan hiếm tài đồ ăn rồi đó. Trời ơi nhìn nó khổ. Rồi ổn đó, đục dưới nữa là xong. Bên này sao nó không đào nữa? Chỗ này quan trọng nè. Bên này có cái mỏ than. Đi cái mỏ gì nữa đây? Mỏ đá. Kho mình gần như bích dịch tới giờ này. Nguyên cái này là kho thôi đó. Chỉ để kho đồ thôi đó. Mắc cái gì phải xếp đêm đá gì? Nè than với đá mình để đây nè. Mình bây giờ cho nó làm chuyển thành cái quặng kim loại này, giữ tối thiểu là 10. Đó. Nó đem qua đây vô, nó đem để lại đây cái thằng này. Ừ. Thêm vài cái nỏ nữa cho nó chắc ăn ha. Chứ tôi thấy hiu hiu rồi đó. Đây. Mình có thể nâng được lên cái nỏ bậc 2. Nhưng mà cái máy bắn đá này á, thì tí nữa qua màn 3 đi rồi chúng ta nâng luôn. Bây giờ cũng chưa vội. Chúng ta lên được cái đồ ăn mới nè. Cái lò rèn, nhưng mà cái lò rèn trong này á, nó không phải rèn đồ, nó làm nó nấu đồ ăn. Ừ, trong này cái lò rèn lại là cái lò nấu đồ ăn. Chưa có 10 cái súp nữa. Súp này nấu ra từ bắp được mà. Nè. À.
chắc tí nữa nó rảnh thì nó mới đi nấu. Tôi không biết sao nó không nấu nữa. Cái đèn này nó rất là tốn điện nha, nó tốn 2 điện. Nên cái phòng nào quan trọng thì tôi mới cần đèn thôi. Để ngoài thì nó rất là sáng luôn nè. Nên để trong này không? Kệ, để bóng đi, để bóng thì cũng không có sao đâu. 1, 2, 3, 4, vậy mình nói ra được một ô ở đây nữa. Thôi 3 ô thôi, nói ra ô ở đây đi. Cái nồi này thì tôi sẽ thu nó vào luôn. Khi nồi xài á, mình đem nó ra. Mặc dù nó chưa nấu được bao nhiêu gà, bây giờ chúng ta lên cái đồ mới là cái đồ máy nấu bằng điện. Ủa, máy nấu bằng than là cái này. Cái này cũng chưa có thằng nào làm luôn hả trời. Đào thì cũng không đào, làm thì cũng không làm. Đây đây đây, cái mỏ sắt đây. Cái máy mà quay tay nữa, cái máy quay tay nó nằm đâu ta? Cái máy quay tay của tôi đâu? Đây phải không? Đây đây nè, đặt cái máy quay tay này xuống ngay cái mỏ này. Đó, để nó đào than. Cái gì, có cái gì đây nữa rồi. Trời trời trời, nó đào gan gan à. Máy đào đá nữa. Làm cái nữa đi. Máy này có nhiêu đâu. Đấy. Thôi cái này đào 4-5 cục lận nặng lắm. Bên này thì sao? Tình hình bên này sao rồi? Cái mô đun này nó sẽ chuyển năng lượng thành cái hình thái gì đó. 300 điểm. Thôi, chưa cần. Để ra đi. Như thế này không được nha. Làm cái bậc thang để nó đào lên. Mình đó mới xây mấy cái thang này. Nó cứ đi đừng bật bật lên đi. Khi nào đào xong mấy ô ở phía trên này á thì mình mới đào cục này. Đục cái đường qua đây luôn cho nó đi nhanh tí. Nó bảo đi. Ở đây có cái cục đào đá nữa mà. Đất này đất cứng này. Quay tay sao rồi bạn? Còn 20 nữa hả? Quá trời đồ trong kho kìa. Lâu nữa mới có điểm. Cái này làm được nhiêu sắt này? Chưa có được nhiêu sắt luôn. Ủa? À quên, dời cái bàn lên đây. 10 cây nỏ. Không, 20 cây đi. Ở đây nửa tháng rồi đó, chưa đi nữa nè. Đợi gom cái mớ than này mới đi được. Than này nó rất quan trọng. Đây, nấu xong cái bàn đồ ăn rồi. Mình sẽ cho nó nấu 10. Nấu là ba cái táo khô lại. Táo mình đang có bao nhiêu trái? 25 trái hả? Vậy 20 luôn. Mất 25 lần. 20 lần, sau đó mình sẽ giữ nó trong kho ít nhất là 10 cái. Khoai tây thì chưa có đâu. Bánh mì thì mình sẽ chế từ lúa ra. Ủa nãy ở trên tôi trồng bắp hay trồng lúa ta? Bắp gan. Cà chua. Cà chua thì cái này. Bây giờ ok, nấu 17 cái cà chua. Đồ khô lại thì nó sẽ lâu tiêu hơn. Mình có thể để thoải mái luôn. Bảo quản nó cũng dễ nữa. Cái này là bắp. Rồi ok đó. Gì nó gặt lúa kìa.
kho đầy gì hả ta? Kho đầy để đợi đây đi. Còn không để đây cũng được. Mình xây cái này luôn nó gọn hơn không? Trời ơi. Phải, trước khi xây cái này dỡ cái cũ đi đi, cho nó tiết kiệm tài nguyên. Cho nó tiết kiệm tài nguyên đấy. Ê, quên cái chỗ cọc chủ ở đâu bỏ được. Được, bỏ được, bỏ được. Gụng cái này bây giờ, thấy không? Bể luôn rồi. Đủ phá hoại này. 10x4, 10x4 đặt ngay chỗ này, đó. Là nó xài cái cột trụ bên đây, hoặc là cột trụ bên đây cũng được. Rồi, ok. Chuẩn bị đi được rồi đó. Còn cái gì nữa không? À, còn 7 thang nè. Bên này hình như cũng có 7 thang nữa nào phải không? Thôi không cần đập đá nó đâu để ơi. Cái gì? À, cái cây đuốc đã bị phá hủy. Cây đuốc nó nằm đâu ta? Ủa? Không thể dùng bên ngoài. Trời ơi. Không dùng ngoài, dùng trong nhà. Sống nói từ đâu? Ủa, cái chỗ này của mình nó bị thành bên ngoài luôn rồi nè. Tại vì à, lỗi tôi, lỗi tôi. Đó, nó nấu đồ ăn rồi đó. Có táo, có nho, có cây ở đây. Cây này lớn, sắp lớn rồi nè. Ủa, cái này nó thành nhà rồi. Chơi ngu rồi. Thông cảm, thông cảm cho cái sự ngu dốt. Thông cảm cho sự ngu dốt của thầy hả? Vì cái quỷ này nó bị bể nó mới trở thành nguyên cái nhà trống ở bên ngoài. Bây giờ nó thành cái nhà không? Không thành luôn. Xây lại từ đầu coi như mất mấy chục cục đá đi. Trả giá cho cái sự ngu dốt đó anh em thấy chưa? Lỡ tay bấm cái bây giờ nó tan quang nha. Giờ cái này qua đây đi. Rồi rồi. Chứ ngu, để bên này á, khi mà nó bắn mấy cái nỏ của mình á, mấy con quái nó hướng đông nó bắn qua nè, thì nó rất dễ bỡ cái nền tảng này luôn. Nên những cái công trình ở chỗ này á, nó cũng bị bà lây theo, nó cũng dễ bị bỡ nữa. Nồi than mình cũng có khá là nhiều rồi. Cái máy này thu về. Máy này cũng thu về luôn. Mỏ sắt nè. Hai cục than này cũng gom luôn, không thể bỏ được. Rảnh rảnh thì đào qua đây coi thử bên này có cái gì. Đó, vô một cái bãi sắt ngon nghẻ rồi đó. Cái này một cái hay, ô một bãi luôn, ngon rồi. Sắt thì mình chưa có đi rèn nào, mình chưa có nào hết, chỉ có 6 cái trong kho thôi. 6 cái dưới đất này thôi. Bây giờ có cái bãi này khá là ngon. Có điểm công nghệ mới. Đây nữa. Tiếp đây, tiếp đây, vô đây coi còn nữa không. Còn cái trên.
đây còn nữa nè, nhưng mà cái này nó bọc đây khó lấy lắm. Cái đất này nó cũng cứng đó nha. À, đến cái này gọi là đất cứng nè, còn cái này thì là kim loại cứng luôn, này cái mỏ đá thôi. Anh lấy xong cục này nó về là được. Tới tới đây thì đào nốt cái này đi, cái gì sáng sáng nào, cái gì đó. Bên này nguyên cái mỏ than nó không bỏ được đâu, gom hết. Rồi gom hết cái này đi, rồi khoảng 20 ngày rồi chúng ta đi rồi vừa. Đồ ăn nấu sao cưng, nè nó nướng được mấy trái táo rồi nè. Đó nó bắt đầu nó nung ba cái kim loại ra đó, chưa được cái nào hết, nó ngồi nó múa là hay thôi. Sắp tới thì có kim loại nó sẽ làm cái này. Tôi sẽ nâng cái trụ mình lên một bậc nữa. Đây là đó, nâng lên có cái máy bắn đá. Đây là nâng được cái máy bắn đá nè. Tuy nhiên cái này phạm vi nó rất là ngắn nha. Anh em nhìn nè, phạm vi nó rất là ngắn, nó chỉ được tới cái này thôi. Còn cái này thì nó bao quát gần hết luôn. Nên thường cái máy bắn đá là đặt ở mấy cái vị trí đầu thì nó ngon hơn. Đây tôi sẽ xây một cái máy bắn đá đây. Máy bắn đá thì mình phải chế tạo mấy cái đạn bắn đá cho nó nữa. Đây nè, nó là có thể nâng cái nỏ này lên. Cái nỏ này xịn sò hơn khi mà mình gia cố cái đầu nè. Để dùng cái đầu này mình chế thành cái này. Có cái đầu này mình sẽ gắn vô mà cái cây nỏ này. Đó, nó chỉ bắn mấy cây nỏ bình thường thôi á thì nó rất là khó, nó rất là yếu luôn, nên sẽ ưu tiên cho nó chế mấy cây nỏ đó nè. Mình có thể đốt củi cho nó thành than, đốt một cái khúc gỗ cho nó thành ba cái than cũng khá là mệt. Con này dùng làm thành fiber á, fiber thì tác dụng là cái gì tôi cũng không rõ nữa. Ừ, cái mỏ than. Thằng này nó lại chạy xuống nó đào. Mình sẽ đặt cái máy đào ở đây nữa. Than là nó dệt xài cho rất nhiều thứ luôn nên nó cực kỳ quan trọng, kể cả cái máy phát điện này nó cũng xài than đó nè. Rồi nó hút xong cái mỏ này đi rồi chúng ta đi. Quay đây nhanh bạn ơi, 40. Đây chặt cây. Nấu đồ ăn. Kho của mình nó sắp vui hết trơn này. Xây bằng đá mà nó trồng lên nhiều quá nó cũng bị quá tải, quá thải nữa nghe không? Lúc mà nó quá tải rồi đó, anh em phải chuyển mấy cái trụ này nè, từ đá nó cho thành mấy cái trụ sắt thì nó mới chịu nổi cái lực, chứ không thôi là nó sập nguyên cái nhà mình luôn á. Nhưng mà cái này chưa cần đâu. Rồi quay tay 20 lần nó đi rồi đi bạn ơi. Mấy thanh niên kia rảnh rỗi không có gì làm thì đào đá bên đây.
nó nung chưa đủ 10 sắc, tại vì nó nung 10 sắc để vô kho á, là nó đem qua cái máy này hoặc là cái bóng đèn này hết. Cái bóng đèn này nó làm xong rồi, nhưng mà cái máy phát điện của mình nó chưa có chạy á, nên nó chưa có hoạt động được, nó phải rèn được ba cái cục sắt nữa. Khi mà được ba cái cục sắt nữa thì nó bỏ vô cái máy này, xong cái máy này thì nó phải rèn thêm 10 cục nữa, ít nhất 13 cục nữa. Rồi xong rồi, thu hồi cái này luôn. Rồi chuẩn bị đi được rồi đó. Đợi có thằng xuống lấy cái máy này thì chúng ta đi. Nó chặt cây xong rồi nó phải trồng cây lại nữa nha. Được chưa? Cầm máy đi đi. Một thằng xuống lấy mấy cái cục than xót rồi đó. Nó chỉ xuống tháo cái máy thôi, nó không cầm cái gì luôn thằng này. Nó lười, thằng ngu nghĩ nó lười. Rồi xong hết chưa các bạn? Chế gì nữa đây? À chế 10 cái cục đá kia để là cho cái máy bắn đá nè. Rồi chúng ta chuẩn bị lên đường thôi. Một map. Bây giờ có hai đường, một trên một dưới. Trên thì nhiều sắt hơn, còn ở dưới thì đá với gỗ, đi trên thôi. Xong hết rồi, bắt đầu đi. Đó, nhìn thấy cái làng của chúng ta chưa? Vô, lần này tôi sẽ đích thân điều khiển cái trụ này luôn. Bây đâu nè, con này nó tăng là đúng cứng luôn nè, nên không có cái máy bắn đá này ở cái quay 2 á, là nó đỡ gần một chục cái mũi tên của chúng ta luôn á, nên cái máy bắn đá này rất là cần thiết luôn. Bắn con này ở đâu thấp đâu, 30 gram. Ê, sửa. Chết cụ rồi. Ây da. Lẹ đi, một đợt nữa tới bây giờ. Trời, giờ còn kèn sắt nữa, chiến trường khốc liệt ở đây. 4 gỗ nữa, rồi làm nhanh. Nó tới rồi kìa, lẹ lên. Nập đạn vô. Nập đạn vô, còn đi ăn nữa. Ông nội ngu này, bị ngu thôi cơ. Ây da. Rồi còn con nè, lẽ nó bắn chết bây giờ. May vậy con. Sửa. Mấy này hết đạn luôn rồi. Hết đạn luôn rồi. Thằng này nó đang chế đạn nè, nãy nó chế tên quá. Từ từ. Rồi sắp tới rồi, 700m nữa tới rồi, không sao. Trời sáng, rồi vừa kịp, hú vía. Trụ đạn nó tan bánh cho nè. Chỗ này nó bảo rất là nhiều sắt nè ta, tôi thấy sắt nào đó. Mình có than, có gỗ rất là nhiều, không cần gỗ nữa, tập trung vào lấy sắt và đá.
Ê. Có cái máy phát điện rồi nè, chúng ta sẽ làm cái máy nướng điện luôn. Bây giờ không cần cái máy nướng than rồi nè, chúng ta lên được cái máy nướng điện đặt ngay đây, thu cái lò than rồi đi. Được cái máy công nghệ này không biết là cái gì, cứ giữ lại đi. Kìa, xuống cái bãi mà sắt nè. Nè, xuống cái mỏ sắt này là than gì nè. Này giống chứng khí quá nè, giống như ông con game gì mà Oxygen Not In luôn. Ban đêm thì mấy cái cây cối này nó không phát triển, chỉ giờ ban ngày nó mới lên thôi. Gì? Cầu thang nó bị gãy ở đâu? Gãy đây hả? Chỗ này rất là nhiều sắt luôn, thoải mái rồi. Hai chục sắt. Có gì nè, tìm thấy cái cổ vật con chim con bướm gì đó. Chúng tới đáy xã hội luôn rồi nè anh em. Một người luôn. Bên này nhưng cũng có một mỏ nè. Ê, đâu tìm thấy cái mạch đó đâu. À đây 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 đây, đây. Cái máy đào của tôi đâu rồi? Ê, nổ bên anh.
Cái này có con bãi mà nhỏ xíu à. Chỗ này còn xa cái bức bách lắm. Chắc phải đem một lò này nữa quá, để cho nó đẩy nhanh tiến độ lên. Cái lò này gỗ với ngoài 20 đá thôi cũng khá là nhẹ nhàng. Chưa có nào làm mấy cái biệt luôn nè. Mấy này đào khéo phết đó chứ. Cái này phải có vàng. Mình chưa có vàng đâu. Chưa có vàng luôn. Bên được cái da công thép này nè. Hút súng bơm nổ. Hai điểm luôn này. Rồi để dành đi. Tôi cũng không biết làm gì nữa đâu. Rồi, xong cái đợt này chúng ta đi tiếp cái qua cái map thứ ba, cái đồ gì đó. Đừng nói dưới này còn mỏ nữa nha. Là mệt người nữa đó. Giờ đợi mấy anh để nó phân đồ lên thôi. Cái này mình có một con, cái này mình có một con nữa rồi. Bắn nó mấy con quái á, chừng nào nó đầy cái vòng này á thì mình mới lấy được cái con quái, có cái con mà để ăn golem nha. Nên bây giờ tôi muốn có thêm bằng để mới là con chim này á. Tôi sẽ chọn cái map nào có hình con chim. Con này con bướm này. Bây giờ cái map này chỉ có gỗ thôi. Map chỉ có gỗ thôi thì chả nghĩa lý gì cả. Gỗ mình quá nhiều. Nên tí nữa mình đi nhanh qua cái khu đó luôn. Hai mươi bốn ngày như thế này đáng lẽ phải đi qua 45 chỗ rồi đó. Bây giờ nâng lên để lên cái trụ điện. Đây, cái trụ điện đây.
tường trắng này được không ta? Đằng như thế này cao quá. Cao quá nhưng mà chắc vẫn bắn được. Cái gì nó đây? Cái gì kêu tinh tinh vậy? Rồi cầu thang đâu gãy rồi? Kệ nó. Đảo này đi. Xong rồi đào nốt cái vàng dưới này. Quá trời quan sát dưới này à. Coi sắp đầy luôn rồi đó à. Hàng gì nó không có gom đồ cho nó. Cái này sao nó hiện màu đỏ vậy ta? Đạn dược tài nguyên có đủ hết nè. Cái này đã vậy thì thành công thì chặt luôn. Đây luôn. Đây luôn. Nốt, nốt cái này. Ôi quá trời kho hàng rồi. Một đống than luôn. Than 100, gỗ 300. Rồi, đợi nó đem đồ về nữa là xong. Ok. Lắp hai máy này nó xong là ok đó. Để nó chạy đi, tôi đi ra nghe điện thoại tí.
Rồi, AFK nãy giờ 5-10 phút mà nó chưa đâu vào đâu cả. Để tốc độ lên. Tình hình sao ta? Phía dưới này. Rồi nó chỉ đi nhặt tài nguyên về nữa là được. Bên này cũng vậy luôn. Này sao vậy? Mới 13 miếng sắt à? Này sao? Cầu thang nói từ hạ giới đến thiên đình luôn. Gì nãy giờ nó không đi qua đây, nhưng do nó bị sập dưới cái cục gì đây nè. Sao vậy? Đây chỗ này nó vẫn lấy được chứ, sao nó lại không lấy đây? Lấy bên này rồi nè. Đúng sắt luôn, mà nó chế sắt này lâu quá, đáng lẽ đếp nên giảm cái thời gian làm của mấy cái này lại đi. Ngồi nó ăn gặp. Này còn thiếu 17 cái, còn cái này thiếu 7 cái nữa là 24 cái hả? Tới mùa quýt luôn à. Sắt mình 200 mấy rồi. Nhiều quá rồi, không cần nữa đâu. Bây giờ cho nó chế độ thôi. Hai đứa cùng gàng lúc đi. Đâu nó đây? Này. Trời ơi, nó chạy nó đấy để cục sắt ở đây, thằng này nó lấy cục sắt để chạy vô để máy này. Nó thiệt tình. Bà nó nhé. Gì vậy? Đâu gớt hai cục xuống vậy? Không nổi này, cầm cục sắt đâu gớt. Vãi thiệt, mình cung này. Xong cái lò nướng chưa? Bây giờ sắt làm xong nó để ở đây đi. Đó. Ủa. Rồi rồi. Rồi sắt làm xong để ở đây nha. Cái miếng đá này mình làm nhiều quá vậy ta. Trời ơi 60 mấy cái rồi. Thôi 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 thôi. Còn mấy cái nỏ gì sao? Cái nỏ trong kho mà có 20 là hơi ít đó. Mình chuyển sang 30 cái nỏ này nữa. Rồi chuẩn bị xong cái lò nướng điện nè, để cho nó lên công thức đồ ăn rồi chúng ta đi. Này. Để đây nè, không nổi. Làm nốt cái này đi. Ừ.
mình có bắp nướng 10 cái trái bắp đã. Bắp thì nướng thành cái gì ta? Táo với cà chua. Lúa mình chỉ có 5 thôi, chết rồi, sắp hết đồ ăn rồi. Chỗ này chắc phải là tăng thêm cái trồng trọt nó mới được. Trồng này tí là đói chết nó không đủ ăn đâu. Sai lầm của tôi là khai thác ba cái vụn vụn này quá nhiều. Quay cái này xong luôn nè. Pizza. Bạn này đặt đâu trời? Hy sinh. Bướm hả? Thằng bướm thì mình chưa có tí nào cả. Tí nữa đi không biết được không. Có thằng này gần đây nè. Thằng chim nè, với thằng gobo nè. Bây giờ lo cái vụ đang dược này cái đã. Nó bắn gốc kép chứ mà tên lửa nổ. Tôi sao nó nghĩ nó rồi. Ở nó đang nóng. Tiếp theo là lên tới đồ vàng rồi đó. Đồ vàng thì mình chưa có đâu. Tí nữa nâng cái này. Bảy cục sắt. Này một cục, này một cục nữa qua đây. Cái thời gian mà chế tạo sắt á, nên rút ngắn rồi thôi. Để như thế này nó lâu quá, nó dài dòng quá. Mấy ông dev thì chắc chơi là cũng cái kiểu từ tốn như tôi nè. Chín cục này nó chế xong cục sắt đây, nó đéo đem qua đây đâu, nó chạy qua đây, nó để đây nè, xong có hàng chạy qua đây lấy đem qua đây, như nãy nó để túi trên này á, đúng là hành nhau là chính cái này. Rồi để vô rồi xem luôn đi. Ok rồi, chế ra vài cái tên lửa đạn đạo nữa chúng ta đi. Tôi không biết ba cái đạn đó chế bằng cái gì, đừng có nói là bằng sắt nữa nha. Sắt còn trăm mấy nè. Nó nướng tới cà chua rồi, sắp hết đồ ăn rồi. Ba gỗ và một than. Vãi, cái đạn này chế bằng vàng. Thôi nó đôi giờ chế fiber là đối luôn. Chết cụ rồi. Lừa đảo, đâu lừa đảo. Thiệt tình chứ bị nó lừa. Bị đép nó lừa. Chế xong rồi vàng đâu ra lúc này. Đếp lừa nghe, nhớ tôi nha.
chịu lực nói không ta. Nè, bắt đầu nó chịu lực không nói nè. Mình phải chuyển mấy cái cột này thành ba cái sắt này nè. Chúng thôi là nó sập luôn. Đó, cho nó lên cái độ bằng sắt đi. Cho bằng sắt nó mới chịu lực được, chứ không thôi là nó sập. Thiệt tình chứ, không có đường nào chế được đạn đó trời. Nè, góc két nè, cảm biến nè, góc két nè, không chế được đạn rồi chế làm sao này đã gì à. Một số cái cần cái công trình gearbox nè, mình có cái đó không ta? À có một cái, con cái tốt ngon này, tầm bắn sao không xa cho mấy. Thì cái này mình cũng có hai cái nữa nè. Một, hai. Trời, thằng này nó đi xuống đây, nó đi qua đây, nó leo đây, đi qua đây, đi xuống đây, nó ghé vô đây, thiệt tình. Sắt cúp lại còn 30 thôi. 30 thôi, nó để vô chỗ này là vừa ba cái luôn, ba lốc luôn. Đây nè, xây thử hai cái nỏ mới này, coi nó làm sao. Này lên thép là nó chịu lực được rồi. Nó không à, 45 gram đam nó là 27 so với cái cùi bắp này. Ủa, cái này 32 không ạ? 32 45 18. Bắn à, nó bắn ra cái 3 phát lận, đam nó ít hơn nhưng mà nó bắn ra 3 phát. Tốc độ bắn nó cũng nhanh hơn tí xíu xíu xíu. Này 22 90, cái này là 10. Đam gấp đôi luôn. Bắn chậm hơn, đam gấp đôi nhưng bắn chậm hơn, được cái bắn xa hơn đó. Nhưng chắc béo gì bình thường đâu. Nếu khác gì bình thường luôn. Cái táo với gì cả, táo với cái gì, táo với mà lúa, lúa mình trồng dưới đây mà. Trời ơi, tới cái nhà đá này chịu hết nổi rồi. Sao giờ ta, lỡ rồi biết sao giờ, chịu nổi gán chịu đi. Rồi bây giờ đi nha, chúng ta đi đây, chưa có đạn hả? Rồi có nè, rồi bắn lận 3 viên rồi trời. Bây giờ chỉ có một đường, một hơi vân vân khỉ nữa. Rồi ấy da,
Ừ không, sửa vẫn được, sửa vẫn được. Đích thân tôi sẽ bắn cái nỏ này. Đâu nỏ này. 46 đạn đó anh em thấy tôi bắn chưa? Không ơi. Đó 22 đạn đó. 23 đạn luôn đó. Đó 22 đạn quá kỹ thuật. Goblin golem golem. Bốn. Gà đáng nhánh. Mới có 6 cây số đó. Trời ơi giờ đi trồng cây gà đáng cho cái nó. Anh em thấy được ngắm kỹ thuật chưa? Đó chúng con này nè. Bắn thì hụt công lũ đạn tụi nó. Còn 900 mà không sao, nó không sập là được. Còn 3 cây số nữa mà còn 3 quãng đường đó. Gà đạn cho nó cho dĩ sẽ chứ gà đạn nữa. Đấy. Đó bắn phát nào mà chúng phát nấy chuẩn chỉ không? Kỹ thuật thôi tới đất liền rồi không sao cả. Có bức tường này khá là ngon nha. Em để nữa nè. Trời ơi đang tới bạc. Chỗ này là lo đồ ăn cho nó cũng hơi mệt đó nha. Bây giờ tài nguyên mình có khá là nhiều. Thiếu mỗi đồ ăn thôi. Bây giờ kiếm vàng, không có vàng thì đi luôn, không có ở đây nữa. Hình như là mình hết đá rồi. Mình hết đá rồi. Hết đá rồi, bắt đầu phải lấy đá nữa. Gỗ thì còn nhiều lắm, gỗ còn cả trăm nữa luôn. Nên bây giờ trữ ít tài nguyên thôi, trữ tài nguyên nhiều quá thì bất lợi mình, cái kho nó hạn hẹp.
Có gì đây nè? Tôi thì có cái mỏ gì đâu. Đúng là cái mỏ. Đâu rồi? Có cái gì đây? Không có một tí vàng luôn á. Ủa? Rồi game bắt đầu nó có vấn đề đó. Tôi quét 3-4 lần nó mới được. Sao nó không đi xây ở đây ta? Trời, nó không làm ở đây luôn. Chín tám rồi, 98 chặn đi, 99, 94.
Rồi tính đâu cục vàng. Rồi sau đây nó không làm được không ta? Cái silo là cái gì? À mười chín bảy bảy xong sấy không được, sẽ nhớ này thì tốn mẻ cái máy này à. Không, 10x9 này xây như thế này là tốn liền. Chưa có vàng, lỡ bấm rồi. Bó tay. Đây là sao? Xây thử cái. Mình đâu có vàng đâu. Gì đó hả? Ê, gom cái cục đó lại trước. Lũ đạn nhỏ. Lấy cái máy này về. Lấy cái máy về. Thank you.
Tự nói cái con mình nó lại đầy nữa. Mày đứng đây múa hả mày? Trời ơi. Tôi nghĩ chế đạn này. Ơ, sao nó không chế đạn nữa? Nè, nó phải chế đạn chứ ta. Bây giờ chưa chế được cái gốc kết này nữa, lâu quá. Này là gì? Xi măng hả? Chế đầu đạn hột nhãn, mỗi lần bắn là mất một cục vàng. Trời ơi, thép mà chịu không nổi cái cấu trúc này luôn. Bản đồ là tôi đó hả? Cái cấu trúc này thép chịu không nổi thì cái gì chịu nổi? Phải thiệt. Chuyển sang thép rồi nó không có nhẹ hơn. Tôi nghĩ là đá nó nặng quá mới chuyển sang thép, nhưng mà nó không nhẹ hơn mấy. Chắc phải hy sinh cái vàng trên này, tại vì nó nặng quá rồi. Chúng thôi, nó sọc nguyên cái này đã sọc hết cái dạng giữa nó luôn á. Thôi hy sinh thôi. Sao mấy ngày không có đạn không biết nữa. Không đứa nào chế thiệt à. Tụi này bị cái gì vậy? Gỗ còn cái đống. Cái đầu đá này cũng cái đống luôn, nhưng mà nó không chế. Còn xui này chỉ số nó cao phết đó chứ, hai dấu cộng luôn nè. Có bị lỗi không ta?
Cái này có khả năng bị lỗi gì rồi nè. Cái này đầy đủ 36 cây rồi. Cái gì quá tải gì đấy nữa. Hình như bị lỗi gì rồi, nó không bỏ đạn vô đây luôn. Nè, có hai mươi mấy cây mà nó không gắn ở đây là không. Không biết bị cái gì nữa. Mấy cái dưới này nó cũng không gắn luôn. Vậy ở đây thì nó lại không hiềm chế. Nè, thì bị cái dính cái lỗi bết gì rồi. Tự thu vô đây. Rồi đạn cắn vô không? Không là không vậy đó hả? Rồi mấy cây này nó cũng hết đạn luôn rồi. Nè nó hiện cái chữ reload nào nè mà nó không reload. Ủa như vẫn bắn được hay vậy? Game bị boost hay gì rồi anh em ơi, dính boost rồi. Mình đang đâu? Mình đang đây hả? Chết rồi, không có đồ ăn rồi. Đi tới nào mới xong lắm. Đi cái nữa nghỉ nha. Người với chim, còn dưới này là cái vòng tròn trắng gì đó. Người với chim. Đây là cù. Người với chim đây. Ủa đông thằng Golem mày. Rồi đi 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 đi. Như thế nào? Mấy cái trắng này nó bị lỗi, mấy có đạn không biết bắn được không nữa. Rồi hết đồ ăn rồi. Cái này không có đạn nó không bắn luôn, lỗi rồi. Trời ơi, nó bắn rồi. Không biết sao mấy cái vàng vàng này nó nghỉ bắn luôn rồi đó. Mới được có nửa đường bắn bằng cái đồ trắng rồi đó chứ. Kỹ thuật. Kỹ thuật. Nãy giờ bắn mấy mít luôn á. Cái gì? Cái gì? À. Ôi ôi. Không sao, có cách giải quyết. Có cách giải quyết rất đơn giản không? Đây,
để tôi chỉ anh em cách giải quyết tình huống này. Rồi ok, bye bye anh em, tôi xóa game luôn.